Và nhìn cái logo đồ mới như đen bao qua các bác, nó quá đẹp luôn nha. Là những cái ốc này chưa chùi rửa. Em này thì cấu hình của nó là 4 bóng 300B và 2 bóng 6SN7 và một bóng 12S7. Đây là cái volume chuyển cơn. Đấy. Tất cả mặt trước là mặt vàng hết nha các bác. Mặt vàng hết. Đây em đây cái rõ này. Rất là nét. Đây. Tăng phô sự âm, các bác nhìn cái logo nó còn mới kinh chưa? Đấy. Chây, tăng phô chấn, hai tăng phô xuất âm. Đây là cái phần bảo vệ bóng này. Đây, nó gồm 4 bóng công suất 300B này. Đấy. Hai cái tụ này. Hai cái bóng hình như là 6N7 này, 6N7 và một bóng 12A7 nha các bác. Máy đẹp và xuất sắc luôn nha. Phía trước mặt nó là mặt vàng. Ống gỗ hai bên. Điện 100V nha các bác. Nó chỉ có hàng như dòng 300B này, nó chỉ có vòng 100V thôi. Tại vì nó hàng nội địa. Đây, tất cả rất là vàng. Có nhìn những cái trạm loa nó còn đẹp ngất ngay không? Cái chất nước của thằng phô rồi quá, được lưu giữ là lưu từ đó cho đến nay mà các bác thấy không? Đẹp ngất ngay luôn. Em 300BD này thì các bác ghép những dòng loa mà gọi là toàn giải bass 30 40, loa đồng trục, loa tăng noise JB vẫn rất là hay. Chút nữa cuối video em test với cặp loa bình thường này thôi, vẫn nghe rất là phê các bác. Còn đánh những dòng loa cao cấp hàng trăm triệu, trăm rưỡi, 200 như những dòng tăng noise đắt tiền hoặc là JB hoặc là những dòng của châu Âu vân vân. Nó cho ra chất âm khi các bác nghe nhạc vàng rất là ấm và mềm tiếng. Nên là em nó rất là nổi tiếng, model là VB300BD. Rất đẹp nha, gọi là xuất sắc luôn ấy. Tất cả hoàn hảo hết nha các bác, máy lại em bao zin hết. Các bác nhìn độ mới của sản phẩm này, từ mặt tiền này. Hầu như em về con này em luôn luôn đấu giá nha các bác, luôn có vàng về. Tuy nó không có nhiều, một năm có một con, hai con đấy. Tại vì hàng em dặn hết rồi. Những con này phải tuyển những con hàng là chất lượng. Đa số các bác nào đã chốt những con này rồi hầu như là xài là không muốn bán đâu các bác. Nghi rất là hay. Các bác trải nghiệm nghi nhật vàng vào những buổi ban đêm với những cặp loa mà có độ nhạy cao. Còn 300BD này nó rất là tuyệt vời luôn. Rồi thì tổng quan là nó như thế thôi. Cấu hình là 4 bóng 300B. Và nhìn cái logo độ mới như đen bao qua các bác, nó quá đẹp luôn nha. Là những cái ốc này chưa chùi rửa luôn nha, thổi bụi thôi, nó thấy nó có sự theo thời gian này. Đấy, bằng ốc nó ốc thiết. Bên nhìn cái logo này các bác. Bốn cái bóng. Rồi, em này là giá là 37.500.000 nha. Sau đây em mời các bác cùng em thao tác và nghi chất âm của em nó. Và đây là cái dây nguồn của em nó này các bác. Có thấy đầu cắm này. Có chọt và ươm. Này, mời các bác cùng nghe một đoạn thôi nha. Chiều nhìn ra đầu ngõ dần dần đi. Lóc cóc này kèn nghe nó hợp về thì âm sắc rất là tốt. Bước sông
Đấy, em test qua một đoạn các bác có thể cảm nhận. Tại vì cái cặp loa này nó có 8 mấy decibel, các bác mà đánh những con này vào những cái cặp loa gọi là nó đồ nhẹ khoảng 90-91 trở lên đó, các bác sẽ thấy tiếng nó thoát nữa nha, nó nhị tên luôn. Rồi, em Chính xin chào và gặp lại các bác. Em mới về được một con âm ly rất là lừng danh của hãng J, là VB300BD. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho em liền nha.